Kính thưa các bạn, người dân quận Lê Chân và thành phố vui mừng phấn khởi khi dự án đường Hồ Sen Cầu Rò 2 đoạn từ nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Chợ Con được khởi động lại sau hàng chục năm gián đoạn. Dự kiến khởi công trong năm 2019, dự án được thực hiện sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho quận Lê Chân, nhất là khi cùng với thành phố, quận đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đường Hồ Sen Cầu Rào 2 hoàn thành từ lâu, nhưng vì giai đoạn 2, đoạn từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Chợ Con chưa được thực hiện nên chưa phát huy hết công năng kết nối của tuyến đường. Theo quy hoạch và nhu cầu cấp thiết trong phát triển giao thông đô thị, đây là con đường nối trung tâm thành phố với trung tâm quận Lê Chân, góp phần hoàn chỉnh kết cấu hệ thống giao thông của thành phố theo hướng Bắc Nam, tạo thành trục giao thông hướng tâm nối liền khu vực trung tâm thành phố với đường ô tô cao tốc Hà Nội, Hải Phòng và khu du lịch Đồ Sơn, phát huy hiệu quả khai thác đường Phạm Văn Đồng, cầu Rào 2, giảm tải các tuyến đường cầu đất, Lạch Chay. Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng thuộc khu đô thị mới Hồ Sen, cầu Rào 2 được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư. Tuyến đường trục từ nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh tới ngã ba Chợ Con dài 1.690 m, bề rộng nền đường từ 32,5 m đến 42 m, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như thoát nước, điện chiếu sáng mỹ thuật, cây xanh và tuy nen kỹ thuật. Dự kiến tuyến đường khởi công trong quý 2 năm 2019 và hoàn thành năm 2020. Mời các bạn xem clip con đường đang thi công gấp rút để có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch.